Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV, kênh mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 27 tháng 10 năm 2020. Và bây giờ thì cũng là hơn 10 giờ tối cho các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về được ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho các bạn. Thì các bạn chưa ưng nào sản phẩm mình có thể đăng ký kênh. Đây, các bạn có thể lên kênh YouTube của mình. Này các bạn, YouTube này. Các bạn gõ kênh là Triệu Phú TV này. Đấy, TV này. Đấy, các bạn đăng ký kênh, kích vào đăng ký kênh. Kênh mình thì đã được hơn 50k lượt sắp rồi các bạn nhé. Các bạn kích vào đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ thì các bạn sẽ là người xem đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay mình giới thiệu với các bạn là chiếc sản phẩm là mình sẽ giới thiệu các bạn con gì nhỉ? iPhone 6S đi. iPhone thì nhà mình cũng ít có lắm. Nào. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về được con này là con iPhone 6S các bạn nhé. Đây, iPhone 6S. Đấy, iPhone 6S. Con này là bản 64GB các bạn nhé. Hôm nay thì con này mình vừa mới thâu lại của khách nhé. iPhone 6S con này thì là mình mới thâu lại của khách. Đấy, phiên bản 64GB, bản quốc tế 64GB. Và tình trạng pin con này thì là mình thay kiểu khách pin cũng kém ấy. Thì là mình đã thay cho các bạn là pin mới rồi nhé. Đấy, pin mới rồi nhé. Đấy, thay bạn pin mới 100% rồi. Ngoại hình con này thì còn 90, trên 90% iPhone 6S đấy ạ. Đấy, ngoại hình còn 90 trên 90%. Con này thì mình bao cho bạn là men zin, màn zin nhé. Tất cả là full xanh, chỉ trừ mỗi quả pin thôi, như là gì nhỉ? Trừ mỗi quả pin là nó sẽ là báo đỏ nhé, tại vì pin mình thay rồi mà. Đấy. Đấy. Con này là iPhone 6S 64GB, đấy, màu gold. Đấy, con này thì hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách xong. Mình thâu với giá cũng đã hợp, cực kỳ là hợp lý nên mình sẽ bán cho bạn với bạn lại là 2.500.000 các bạn nhé. Đấy, con này thì hôm nay mình thâu lại các bạn là hợp giá hợp lý. Mình sẽ thanh lý bạn với giá là 2.500.000 sản phẩm là iPhone 6S đấy nhá. Đấy, màu gold. Gì to gold này các bạn ạ. Đấy, iPhone 6S gì to gold này. Đấy, con này là bản 64GB. Tất cả là máy bình thường, vân chân vân tay đầy đủ nhá, bản quốc tế nhá. Đấy. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 2.500.000 nhá các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung iPhone 6S này, các bạn liên hệ mình được sớm nhất, một là qua Zalo, số này mình Zalo. Nếu mà Zalo nhiều tin nhắn mình không trả lời kịp ý, thì là mong các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại mình đặt hàng. Và giờ làm việc thì mình bắt đầu từ 7 giờ sáng và đến là 9 giờ tối. Và đây là địa chỉ cửa hàng mình, gần các bạn phải là qua trực tiếp cửa hàng mình để giao lưu, trao đổi và mua bán điện thoại cũ, mời giá rẻ cũng được, ok hết ạ. Đấy, iPhone 6S 2.500.000. Và gì nhỉ? Bên mình thì có ship hàng 3 miền nên các bạn ở xa yên tâm. Hình thức mua hàng bên mình rất nhiều hình thức. Các bạn nào tin tưởng bên mình rồi thì các bạn chuyển tiền trước thì mình sẽ free ship cho các bạn. Còn các bạn nào mà chưa tin tưởng bên mình ấy thì các bạn thể chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Nhưng mà hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán ấy, các bạn phải cọc trước cho mình phí ship 50k, 100k, 200k tùy theo mức giá sản phẩm các bạn nhé. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về được là 3 chiếc cây Samsung Z3 Pro. Đấy, Z3 Pro. Đây, Z3 Pro thì hôm nay nhà mình về được 3 cây các bạn nhé. Một cây màu gold này, một cây màu xanh này và một cây là màu đen. Z3 Pro này thì 3 cây này của nhà mình là bản Hàn nhé. Đấy, 3 cây này là bản Hàn một SIM ạ. Đấy, 3 cây bản Hàn một SIM. Bản gì nhỉ? Bản Hàn một SIM này các bạn có thể là về lên được 2 SIM hay sóng nhé. Các bạn có thể là về lên được 2 SIM nhé, Z3 Pro này. Các bạn có thể là về lên được 2 SIM ạ. Z3 Pro này. Đấy. Hôm nay mình về được 3 cây. Đấy, một xanh này, một đen và một gold. Ngoại hình còn 90 trên 90%. Máy cũ rồi thì tình trạng là cấn phẩy đôi chỗ thì cũng không thể tránh được các bạn nhé. Đấy. Nhà mình thì chỉ bao cho các bạn hàng từ 90 trên 90% thôi. Chứ nói 99 là hơi quá, tại vì máy cũ thì nói chung là 99 thì cực kỳ là hiếm nhá, ít nhá. Đấy. Đấy, ba con Z3 Pro này. Đấy. Z3 Pro này thì là máy của Hàn Quốc, zin nguyên bản nhá. Con này thì nó cầm thứ nhất là nó nhỏ gọn lắm. Đấy. Các bạn mua về tặng các em nhỏ ấy, hoặc là ông bà bố mẹ người thân rất là tuyệt vời. Con này thì nó nhỏ gọn đấy, cầm rất là nhỏ gọn này. Camera cực kỳ sắc nét. Đấy. Nó vừa vặn. Con này thì là RAM 2GB. Bộ nhớ trong là 16GB nhá. Đấy. RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Con này thì nó nhỏ gọn lắm. Nói chung là Samsung ấy, cái RAM Samsung các bạn khỏi phải chê luôn. Không phải đâu phải chê cả. Đấy. RAM Samsung là quá mượt luôn. Cả các bạn dùng sau này nó không có độ đơ lang gì. Dùng thích và cực kỳ là thích nhá. Con Z3 Pro này, đây. Đấy.
các bạn mua về tặng ông bà bố mẹ người thân và các em nhỏ rất ok. Đấy, con này, ba con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 1.400.000 nhá. Đấy, và tất cả hàng bên mình thì có ship 3 miền. Các bạn ở xa thì cọc cho mình 50.000, 100.000, 200.000 thôi các bạn nhá. Đấy là các bạn nhận hàng thanh toán nhá, rất là ok ạ. Và tất cả sản phẩm bên mình thì lỗi đầu một tuần và bảo hành là 6 tháng thì các bạn yên tâm ạ. Đây ạ. Ba cái chiếc Samsung Z3 Pro 1.400.000 các bạn nhé. Đấy, các bạn thích nhỏ gọn các bạn mua Z3 Pro này. Đấy, các bạn nào không thích to ấy, đấy, nhưng mà Z3 Pro rất ok ạ. Nói chung là RAM của Samsung các bạn khỏi chê luôn, công nhận mình thấy cái RAM Samsung 2GB thôi mà chạy rất là mượt. Mà các bạn dùng lâu năm rồi nó cũng không bị đơ lang ấy, như kiểu dòng đời mới bây giờ của Oppo, Huawei kiểu ấy. Đấy, và tiếp theo là buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được con này là con Samsung S7e. Con này là bản Hàn các bạn nhé. Con Samsung S7e này, con này là bản Hàn này, một sim. Đấy. Máy màu bạc. Đấy, máy màu bạc nhé. Đây con S7e con này là máy màu bạc này. Đấy, zin đét nhé. Máy màu bạc zin đét, con này là bản Hàn một sim. Các bạn bản Hàn này các bạn có thể là về được dùng hai sim, các bạn muốn dùng hai sim các bạn có thể đi lên hai sim nhé. Con này thì là màn hình thì là hơi bị ám một chút thôi. Đấy, màn hình con này thì là hơi bị ám một chút thôi. Đấy. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 2.200.000 nhé. Đây, con này thì làm màn hình thì là hơi bị ám một chút thôi nhé. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 2.200.000. Cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB. Nói chung để mà nói RAM của RAM của Samsung S7e này các bạn khỏi phải chê luôn. RAM 4 thì quá là mượt, quá là nhanh mượt. Mà thiết kế thì ngoại hình cũng khá là đẹp nhé. 90/90%. Bên mình đang thanh lý bạn giá là 2.200.000 nhé các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S7e này về chiến game, xem phim, nghe nhạc, nghe gọi và dùng làm một máy phụ rất là ok ạ. À. 2.200.000 con S7e này các bạn nhá. Ngày xưa siêu phẩm hơn 20 triệu đấy, bây giờ chỉ với giá là 2.200.000 nhé. Con S7e này. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được con này là con Vivo. Con này mình sẽ xem Vivo gì. Mình sẽ xem lại nhá. Mình sẽ xem check Vivo gì. Cái là khác này. Giới thiệu điện thoại này. Vivo V19104 để mình xem qua các bạn nhé. Vivo này, V này. 1904 này. 1904 mình xem cái Vivo gì nhé. Con này là Y12 các bạn nhé. Đấy, con này là Vivo Y12 này, con này cấu hình của nó mình sẽ xem cấu hình của nó là RAM 3GB, bộ nhớ trong 64GB. Thì là con này thì là ngoại hình con này còn 90/90%. Tình trạng con này thì là con Vivo Y12 này của nó là màn hình của nó là màn hình của nó gì nhỉ? Màn hình của nó là tràn viền 6 inch, hơn 6 inch, RAM 3GB, bộ nhớ trong 64GB. Pin thì là 5000 các bạn nhé. Con này thì là tình trạng là gì nhỉ? Tất cả là máy bình thường, tình trạng là chỉ nó chỉ sóng, con sóng của nó thì nó hơi bị yếu một chút thôi. Cái sóng của nó là sóng 3G, 4G của nó thì hơi bị yếu một chút thôi. Còn tất cả là chức năng bình thường. Đó, chỉ mỗi cái sóng 3G, 4G của nó thì hơi yếu một chút thôi. Còn Vivo Y15 này, Y12 này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 1.500.000 nhé. Máy đẹp len keng xà beng đấy ạ. Đó, chỉ với sóng yếu một chút thôi. Bên mình đang bán là giá 1.500.000 các bạn nhé. Đấy, 1.500.000 đấy ạ. Còn Vivo Y12 đấy ạ. Đấy, các bạn mua về làm một máy phụ nghe nhạc, nghe gọi. Nói chung là pin 5000 các bạn khỏi phải chê luôn. Không phải chê luôn các bạn nhé. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được con này là con Samsung A11 này. Đấy, con Samsung A11 thì là cấu hình con này là gì nhỉ? Con A11 này thì là đời mới các bạn nhé. Mình sẽ xem qua cấu hình của nó cho các bạn nhé. Samsung của nó là Samsung A11 thì là cấu hình con này là RAM của nó là RAM 3GB. Còn A11 này là RAM 3GB nhé. Đấy. RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Màn hình con này là màn hình là tràn viền 6.4 inch. Đấy. Camera là bên trong màn hình luôn các bạn nhé. Còn A11 này thì là máy con đẹp keng nhé. Đấy. Mặt trước đẹp keng này và mặt sau thì là khách có đã dán ni lông này. Con này thì là viền xung quanh thì khách đã dán ni lông nhé. Đấy. Dán ni lông các bạn bóc ra thì như máy mới luôn. Con A11 này, đấy, con A11 này các bạn bóc ni lông ra thì như máy mới. Con này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 2.300.000 các bạn nhé. 2.300.000 con Samsung A11 đấy ạ. Đấy. Samsung A11 2.300.000.
Đấy, rất là rẻ cho các bạn nhé. Đấy, các bạn bóc ly lông ra thì con này thì là như máy mới luôn. Đấy, bên mình là có ship 3 miền, các bạn ở xa thì yên tâm bên mình ship hàng cho bạn nhé. Còn Sam, bạn nào thích sản phẩm Samsung A11 này, các bạn nhà hàng mình được sớm nhất nhá. Một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp chúng mình. Nếu mà Zalo mà gì nhỉ, Messenger mình không trả lời kịp thì mong bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình nhé. Đấy, và mình thường thường là mình sẽ live buổi tối và mình sẽ chốt đơn vào nhanh cho các bạn vào buổi sáng, trưa thì mình sẽ ship các bạn. Còn buổi chiều các bạn chốt buổi chiều thì hôm sau mình ship được cho các bạn nhé. Đấy, còn A11 này thì là 2.300.000, 3 camera này, con này đời mới 2020 nhé. Đấy, màn hình này, cam âm màn hình này, cam sau các kiểu rất là thích, vân tay đằng sau lưng nhé. A11 2.300.000 nhé, rất là rẻ. Và tiếp theo con này là con Oppo F1S. F1S thì hôm nay mình vừa mới về là con này xong. Đấy. Con này thì hôm nay mình vừa mới về con này xem, mình sẽ xem cấu hình nó là bao nhiêu ghi nhé. Mình sẽ kiểm tra về cấu hình con này báo cho các bạn nhé. Đấy, con Oppo F1S thì hôm nay buổi tối ngày nay mình đã về tiếp tục con Oppo F1S này. Mình sẽ mua vào phone. Con này cũng là phiên bản của nó là RAM 3GB này, bộ nhớ trong là 32GB. Con này thì là màu gold. Đấy, ngoại hình thì cũng còn độ vỏ còn độ 90%. Con Oppo F1S này. Đấy. Con Oppo F1S này thì là phiên bản là RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Con này thì là màn hình của nó là 5.5 inch, thì nó có nút hai nút đa nhiệm này và một là cái nút vân tay này, dùng rất là thích. Con F1S này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 1.500.000 nhé. Đấy, nói chung là các bạn mua sản phẩm Samsung gì nhỉ, Oppo F1S này dùng rất ok, nói chung là mình bán rất nhiều, tỷ lệ lỗi rất là ít nhé. Đấy, Oppo F1S này 1.500.000 cho các bạn nhé, RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB nhé. Các bạn mua về nói chung là tặng ông bà bố mẹ người thân hoặc là chống cháy cũng rất ok ạ. Con này mình dùng bán rất là thích ạ. Đấy, và tiếp theo thì nhà mình nay về được lô này là lô Note 8 này. Đấy, Note 8 thì hôm nay nhà mình về được tất cả này. Đây. Note 8 thì hôm nay nhà mình về được tất cả là 4 cây. À đi, 5 cây, 1 2 3 4 5. 5 cây Samsung Note 8. Đấy. 5 cây Samsung Note 8 này. Note 8 này thì mình sẽ nói sơ cua qua về cho các bạn nhé. Thì trong đây thì có là một con này là bản công ty, có một con bản công ty này. Đây. Cây này là bản công ty nhá. Con Note 8 này thì là cây này là bản công ty. Đấy. Cây này thì là bản công ty đấy. Cây này thì, một cây này thì là bản công ty nhé, và ba cây này đều là bản Hàn này, hai sim hai sóng này. Bốn cây này là bản Hàn, hai sim hai sóng này. Thì là Note 8 thì mình cũng sẽ nói sơ cua qua cho các bạn, thì là đây. Note 8 thì mình cũng nói sơ cua qua cho các bạn là màn hình của này là màn hình là tràn viền 6.3 inch, RAM 4GB, bộ nhớ sorry các bạn là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB các bạn nhé. Đấy, toàn là phiên bản là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB. Bản Hàn thì cũng là hai sim hai sóng, và bản công ty thì cũng là hai sim hai sóng. Mặc định công ty thì thường hầu như là toàn hai sim hai sóng nhé. Đấy, con Note 8 này bản công ty này. Đấy, con này bốn con này là bản Hàn nhé. Thì là màn hình con này thì là màn hình là tràn viền 6.3 inch, độ phân giải màn hình của nó là 2K. Đấy, xem các bạn xem phim 4K, 2K, 4K, 8K cực kỳ tuyệt vời. Camera thì là camera kép và một đèn flash trợ sáng và vân tay, rất nhiều tính năng, mở khóa mống mắt này, khuôn mặt này. Tính năng mở khóa của nó thì là có tính năng là mở khóa bằng khuôn mặt này, mống mắt này, vân tay này, rất là ok ạ. Rất nhiều tính năng mới nhé. Con Note 8 này thì thị trường đang bán với giá là trên 5 triệu đồng, nhưng mà bên mình đây chỉ bán các bạn giá là từ 4 triệu và dưới 4 triệu thôi, rất là rẻ cho các bạn lựa chọn ạ. Đấy, Note 8 đấy. Thì mình sẽ báo giá tình trạng từng con một cho các bạn. Nói chung là Note 8 dùng sướng lắm. Các bạn mua từ nhất là 3 triệu đến 4 triệu mà các bạn dùng cực kỳ là sướng, phê lòi mắt luôn. Note 8 dùng rất là thích các bạn nhé. Nói chung là cầm vừa tay mà sướng lắm. Đây thì con đầu tiên thì con này là bản công ty nhé. Đấy, con là Note 8 này bản công ty. Con này thì là vỏ có chầy phẩy theo thời gian thì ạ. Đây, con này thì là vỏ có chầy phẩy theo thời gian các bạn nhé. Nhưng mà được cái nó là bản công ty, hai sim hai sóng. Đấy, con Note 8 bản công ty hai sóng này thì là màn hình con này thì đẹp nhé. Màn hình con này thì đẹp, chỉ duy nhất là bị đốm hai chỗ này, một chỗ này, một chỗ này. Đấy, mình sẽ xem con này là bản bao nhiêu đây. Này.
Đây, bảng công ty 2 sim này. Mình sẽ xem bộ nhớ cho nó bọn này cho. Đây. Đấy, con này là phiên bản RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB. Con Note 8 này thì là con này thì là màn hình sáng đẹp nhá, chỉ bị đốm hai chỗ này thôi. Đấy, con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 3 triệu đồng các bạn nhé. Đấy. Con Note 8 bản công ty này mình sẽ thanh lý bạn giá là 3 triệu đồng luôn. Rất là rẻ cho các bạn lựa chọn nhé. Đấy, chỉ phải 3 triệu đồng đấy ạ. Đấy, các bạn tội gì các bạn phải đi mua những đời mới bây giờ. Nhưng dùng những sản phẩm Samsung Note 8 này dùng khá là ok luôn. Được cái là bản công ty nhé. Đây, chỉ bị đốm hai tí này thôi. Màn hình thì sáng đẹp. Bên mình đang thanh lý bạn giá là 3 triệu đồng con Note 8 công ty này nhá. Đấy, 3 triệu đồng đấy. Màu đen nhé. À, lưng thì có phẩy này. À, mặt kính thì là hơi phẩy một chút nhé. Và viền thì có phẩy theo thời gian này. 3 triệu đồng này. Con Note 8 bản công ty nhá. Và con tiếp theo này. Đấy. Đấy. Con tiếp theo thì là con này thì làm màn hình cũng là sáng đẹp này. Con này thì là máy Hàn. Con này thì làm màn hình cũng là sáng đẹp. Chỉ bị đốm duy nhất đây thôi. Đấy. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 3.500.000 nhé. Con này là bản Hàn 2 sim 2 sóng nhá. Con này thì là màu gold, con này thì ngoại hình còn 90/90%. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 3.500.000 nhé. Con màu gold này. Đây, chỉ đốm tí thôi, màn hình thì sáng đẹp. 3.500.000 các bạn nhé. Con Note 8 thứ hai này. Và con này là con thứ ba này. Con thứ ba. Đây, con này thì là tất cả là màn hình đẹp nhé. Con này thì chỉ bị hơi bị ảm nhẹ một chút thôi. Đấy. Con này thì là hơi ảm nhẹ một chút thôi. Đấy. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 4 triệu đồng nhé. Đây, con này thì là màn hình thì là hơi ảm nhẹ một chút thôi. Các bạn để ý kỹ thì mình thấy nhé. Đấy. Đấy, con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 4 triệu đồng này, con Note 8 đấy ạ. 4 triệu đồng nhé. Màu đen bóng nhé. Ngoại hình còn 90/90%. Màn hình thì là hơi ảm nhẹ một chút. Bên mình đang thanh lý bạn giá là 4 triệu đồng nhé. Con Note 8 đấy nhá. Màn hình không ảm ố này. Đấy, 4 triệu đồng con Note 8 đấy nhá. Đấy. Và con này là con tiếp theo này, là con gì nhỉ? Đấy, con này Note 8 tiếp này. Đây. Con này thì là màn hình nó chỉ hơi bị lưu một tí ở trên này thôi này. Đấy. Màn hình nó chỉ hơi lưu tí ở trên này thôi. Đấy. Đấy. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá cũng với giá là 3 triệu 9 nhá. Còn con này mình sẽ thanh lý bạn giá là 3.900.000 này. Đấy, con Note 8 này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 3.900.000 nhá, màu đen bóng nhá. 3.900.000 các bạn nhá. Này. Con này mình sẽ thanh lý bạn giá là 3.900.000 đấy ạ. Đấy. 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 Màn hình thì chỉ bị không ám, chỉ bị hơi lưu tí đấy thôi. Bên mình đang thanh lý bạn giá là 3.900.000 nhá, con Note 8 này ạ. Đấy, rất là rẻ cho các bạn. Đây, và con này thì là màn hình của nó thì đẹp, sáng đẹp không ám, chỉ bị đốm hai đây nhá. Đấy. Con này thì là máy màu gold đẹp. Máy màu gold đẹp còn 90/90%. Con này là bản Hàn các bạn nhá. Con này thì là bản Hàn. Đấy, con này thì là bản Hàn 2 sim. Con này thì là ngoại hình còn đẹp. Đấy, con công ty này, mỗi công ty này thì nó hơi phẩy một chí thôi. Đấy. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 3.300.000 nhé. Chỉ bị hai đốm nhỏ rồi. Đấy. 3.300.000 các bạn nhé. Đấy. Rất nhiều máy đây, Note 8 bản công ty 2 sim 2 sóng. Note 8 thì có hỗ trợ cái bút nhé. Các bạn viết vẽ rất ok đấy. Đấy. Nói chung là viết vẽ rất ok. Bút rất là nhạy. Đấy, Note 8 đấy ạ. Máy màu gold đẹp keng. Đấy. Đấy. Con này chỉ hơi bị sức sức tí thôi. Màn hình là chỉ hơi sức tí thôi các bạn nhé. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn giá là 3.300.000 nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 8 này các bạn nhà mình sớm nhất nhé. Rất nhiều giá rẻ cho các bạn ạ. Và cuối cùng buổi tối ngày hôm nay nhà mình lại về được một chiếc là Samsung S9 Plus này. S9 Plus. Đấy, con này là bản Hàn 2 sim 2 sóng. S9 cộng này là 2 sim 2 sóng này. Đấy, S9 cộng này là 2 sim 2 sóng. Con này thì là máy màu xanh. Ngoại hình con này thì còn 90/90% nhé. Đấy. Ngoại hình còn 90/90%. Con S9 Plus đấy ạ. S9 cộng đấy ạ. Con này thì là màn hình đẹp nhé. Con S9 Plus này thì bên mình là màn hình đẹp, không ám ố. Đấy. Cấu hình con này thì là RAM của nó là RAM 6GB. Bộ nhớ trong là 64GB nhé. Đấy. Con này đã được chạy lên Android 10, RAM 6GB, bộ nhớ trong 64GB. Con S9 cộng này. Đấy. S9 cộng thì là màn hình con này thì là màn hình là tràn viền 6.4 inch. Đấy, màn hình tràn viền 6.4 inch.
thì là con này thì là màn hình của nó cũng đã độ phân giải của nó 2K cộng, các bạn quay xem phim nghe nhạc rất là ok. Con S9 Plus này. Đấy, con S9 Plus màu xanh này, con này là bản Hàn 2 SIM. Con này thì bên mình sẽ bán cho các bạn với giá là 5.400.000 nhé. 5.400.000 con S9 cộng đấy. 5.400.000 đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung S9 cộng thì các bạn hãy mình sớm nhất nhé. Đây ạ. S9 cộng này. 5.400.000 cho các bạn nhé. Đấy, các bạn. Đấy, các bạn nào tất cả sản phẩm bên mình thì báo giá trực tiếp, thì các bạn nào mà muốn, không mình muốn ship cô thì các bạn nào gần cửa hàng mình, các bạn có thể là trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình để là coi như là giao lưu trao đổi điện thoại cũng mới rất là ok ạ. Đấy. Đấy nhá. 5.400.000 cho các bạn nhá. S9 cộng. Hàng rất là hiếm nhá. Đấy. Và thì bây giờ thì cũng muộn rồi, và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về để ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho các bạn. Thì các bạn nào chịu ưng nào sản phẩm mình, các bạn đăng ký kênh YouTube của mình nhá. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và xin các bạn xem video mình một tối ngon. Và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Và xin chào và hẹn lại vào clip vào tối ngày mai các bạn nhá.